Đúng, mọi người, đây là quả gì nhá. Đó. Có thể nhiều bạn bây giờ mới biết. Với mình thì cái quả này cũng không còn là gì là lạ. Cái cây rau này thì ăn rất ngon và bổ. Thấy không? Rất ngon và bổ. Và cái mùa này rồi thì nó chuyển sang ra hoa và có ra quả. Đấy, nhìn cây. Đấy, cây rất là to. Ai thấy cây nó to như này chưa? Gốc đại thụ luôn. Cái này mà vào chậu thì lại bán khối tiền. Chậu cảnh. Đấy. Rất là đẹp đúng không? Quả treo rất là đẹp, đây mình đẩy lên. Rất nhiều chùm, đúng rồi. Nhúng nhiều luôn nha. Đẹp không? Đây là quả thôi, bên ấy là còn hạt nở rụng rất là nhiều này. Kênh của mình là chuyên khám phá các loại ẩm thực và hoa quả rau, những cái sản phẩm dân dã từ ngày xưa hiện nay là vẫn còn. Mọi người xem video thì vào ủng hộ, ấn đăng ký để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn.